xe Yamaha Mio Intimo màu đỏ bạc này đó, em nó cũng còn khá là liền lạc và rất là giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau biển số. Biển số em nó là 59E1 84600, và với chiếc xe này một lần nữa tôi xin thưa lại với các bạn anh chị là nó cũng có cái giá là 8.500.000 8.500.000 nha các bạn. Và kế nữa là hãy cũng là một chiếc xe Yamaha Mio Intimo à, nhưng mà đẹp hơn, sạch sẽ hơn, đời cao hơn một chút. Mio Intimo cũng bánh mâm tỉa màu đỏ bạc luôn à, và như mình đã thưa vậy đó thì chỉ có khác nhau mỗi cái tem thôi đó, tem này tem hoa văn. Và em này mang biển số là 59U1 32721, và với chiếc xe Yamaha Mio Intimo này thì mình mong muốn bán với giá là 10.200.000 10.200.000 nha các bạn. Rồi, thế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe của chiếc Yamaha, nhưng mà đó là Yamaha Lumias à, Yamaha Lumias bánh mâm bánh đĩa. Yamaha Lumias thì nó rất là giống như là xe Mio Intimo à, Yamaha Lumias là đời sau một chút. Xe này là có hệ thống phun xịt điện và ghép y rồi nha các bạn. Và với chiếc xe này nó mang biển số là 59D1 24210, và với chiếc xe Yamaha Lumias này được dán keo nguyên chiếc này thì mình mong muốn bán với giá là 9 triệu nha các bạn. Và đúng không, còn kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Suzuki Hayate. Đây là chiếc xe Suzuki Hayate, em nó có cái màu nâu vàng đó, xe còn riêng hết luôn. Yamaha Suzuki Hayate nâu vàng, và em này thì chạy cái máy rất cực kỳ êm, máy rất là chắc luôn. Em này mang biển số là 59E1 24862, và với chiếc xe Yamaha chiếc Suzuki Hayate này thì mình mong muốn bán với giá là 4.500.000 4.500.000 nha các bạn. Rồi, và kế nữa là một chiếc xe cũng của hãng Suzuki, đây là chiếc xe Suzuki Hayate mà mẫu đời sau các bạn, cũng bánh mâm thắng đĩa nhưng mà Suzuki đời sau đó, Suzuki đời sau, Suzuki Hayate đời sau. Em này mang biển số 59V1 54330, và với chiếc xe Suzuki này thì mình cũng muốn bán chiếc xe này với giá là 7 triệu nha các bạn. Suzuki Hayate đời sau. Và kế nữa là một cái chiếc xe Piaggio, đây là chiếc xe Piaggio Liberty 125 PE đó, Piaggio còn khá là mới luôn, khá là sạch sẽ luôn, xe zin nguyên bản. Liberty. Em này mang biển số là 59T1 37102. Xe này còn rất là sạch đẹp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau luôn. Và với chiếc xe Liberty này thì mình mong muốn bán với giá là 10.500.000 10.500.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda Vision, Honda Vision đời cuối 2019. Vision. Xe này tiết kiệm xăng cực kỳ, xe rất là đẹp, rất là phù hợp với các bạn nữ. Các bạn làm văn phòng đi cái xe này cũng rất là tiện dụng, bởi vì nó rất là tiết kiệm và nó bền lắm các bạn. Em này mang biển số là 59F2 16157 đó. Và với chiếc xe Vision này còn rất là đẹp, rất là mới này, từ trên dưới, từ trước ra sau còn rất là mới, rất là đẹp này, thì mình mong muốn bán với giá là 29.800.000 29.800.000 cho chiếc xe Honda Vision đời cuối 2019, chính chủ bao nhiêu giấy sang tên toàn quốc, bao thử bao tép chắc chủ luôn nha các bạn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.